Nếu bạn không khóc sau khi xem clip này thì bạn là người không có trái tim yêu thương. Rơi nước mắt khi thấy cảnh sinh hoạt hàng ngày của anh Hoàng Hiệp. Có những ngày không có hột cơm nào để ăn, anh phải ăn tạm tô phở tái gân full topping nóng hổi. Quạt trong nhà bị hỏng chưa có điều kiện sửa chữa, anh Hiệp đành phải lắp máy lạnh. Đến cả cái đèn học của anh bị hư cũng không có tiền để sửa, Hiệp phải mua cái đèn studio chuyên nghiệp dùng tạm. Điện thoại hỏng cục sạc không có tiền mua cục sạc mới, anh đành phải mua điện thoại mới. Công việc của anh ấy cũng rất cực khổ, phải làm việc quần quật trong phòng máy lạnh. Cuối tháng lại phải trang trải trả lương cho hàng trăm nhân viên. Chính vì quá nghèo, không có ai chơi, nên những lúc rảnh rỗi, anh chỉ biết ngậm ngùi đi du lịch Hawaii, châu Âu và Nhật Bản. TikToker có hoàn cảnh nghèo khổ khiến ai ai cũng cảm động. Hoàng Hiệp sinh ra trong một gia đình có thu nhập rất thấp, chưa đến 10 tỷ một tháng. Được biết, gia đình anh là nhà nghèo nhất trong khu nhà giàu. Vì hoàn cảnh quá nghèo nên việc đi lại cũng khó khăn. Mỗi ngày đi từ nhà ra đến cổng cũng phải mất 30 phút xe máy. Thậm chí, anh ấy khổ đến mức không có cơm để ăn, đành phải ăn nhân sâm, tổ yến, bào ngư, vi cá. Anh Hiệp chia sẻ, thấy bạn bè đi biển Vũng Tàu, còn mình chưa được đi lần nào. Đó giờ anh mới chỉ được đi Hawaii, New York, Paris. Đau lòng hơn, mới đây anh Hiệp được bác sĩ chẩn đoán bị trật khớp tay vì phải vác kim cương quá nhiều. Hoàn cảnh trên khiến ai cũng xúc động rơi nước mắt. Nóng, phát hiện thần đồng thông minh nhất Việt Nam. Hiện nay, mới ở tuổi 24 nhưng anh ấy đã có thể tính nhẩm các phép tính có một chữ số mà không cần dùng máy tính. Năm 3 tuổi, cậu ấy được tuyển thẳng vào trường mầm non trong xóm. Năm 5 tuổi, chàng trai này đã sử dụng thành thạo tiếng mẹ đẻ. Năm lớp 5, thần đồng này đã lọt top 40 học sinh giỏi của lớp. Từ lúc 14 tuổi, cậu có thể giải hết các bài toán khó lớp 2. Lên cấp 3, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng anh cũng liên tiếp 3 năm đạt danh hiệu học sinh trung bình. Hiện tại, thần đồng này đang công tác với chức vụ phụ trách hỗ trợ các công trình xây dựng quy mô lớn nhỏ, hay nói cụ thể là phụ hồ. Cứ tưởng là khoa bắc, nhưng đây mới là người có lối sống xa xỉ nhất Việt Nam. Mỗi ngày, anh ấy đều ăn một tô hải sản kéo sợi, hay còn gọi là mì tôm. Chàng trai này đi đâu cũng có xe tiền tỷ của nhà nước đưa đón, cụ thể là xe buýt. Anh Hoàng Hiệp còn có thói quen cực kỳ xa hoa, đó là thỉnh thoảng anh lại đốt tiền tỷ, chủ yếu phải dịp đám rỗ, ngày rằm. Vị đại gia này đã được đi du lịch sang trời Tây, Tây Nam Bộ, sang Mỹ, Mỹ Tho và LA, Long An. Với độ giàu có này, anh Hiệp chia sẻ, anh dùng giấy vệ sinh đúng một lần rồi bỏ, nạp thẻ điện thoại một lần rồi vứt, thậm chí có lần anh còn bo cho shipper từ 1 đến 2.000 đồng. Cư dân mạng ai cũng trầm trồ thán phục với cuộc sống xa hoa của Hoàng Hiệp. Không phải Phạm Nhật Vượng, đây mới là người giàu nhất Việt Nam. Chàng trai này có khối tài sản khổng lồ, nếu như mỗi ngày xài 1.000 đồng thì phải mất 3 năm mới hết số tiền của anh ấy. Nếu tiền của anh ấy được xếp chồng lên nhau thì phải cao đến nóc nhà với điều kiện đổi ra tiền lẻ. Là một đại gia, anh Hoàng Hiệp dùng toàn đồ nước ngoài như Ajinomoto của Nhật, iPhone của Trung Quốc, dùng dao Thái Lan và đi dép Lào. Bên cạnh đó, anh cũng toàn ăn đồ ăn nước ngoài như đậu Hà Lan, khoai tây, nhỏ Mỹ, bắp Mỹ. Chưa hết, Hoàng Hiệp còn có một lối sống cực kỳ sang chảnh như dùng tan xỉa răng một lần rồi bỏ, ăn sữa chua không cần liếm vỏ. Cư dân mạng ai cũng trầm trồ với độ giàu của anh Hoàng Hiệp. Quý vị đang xem chương trình thời sự, sau đây là một số tin tức nổi bật. Một bà cụ 79 tuổi vào năm trước, cách đây vài ngày, người ta phát hiện bà cụ đã lên 80 tuổi khi bước sang năm 2023. Đà Nẵng, 4 ngư dân đi ra biển thì bất ngờ phát hiện có rất nhiều cá, hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ. Hà Nội, 2 chị em gái ruột đang ở nhà thì đột ngột bị mất thị giác, không nhìn thấy gì, nguyên nhân được điều tra ra là do nhà bị cúp điện. Thái Nguyên phát hiện 16 trẻ mẫu giáo sau khi dùng bữa cơm trưa tại trường, liền lập tức lăn quay ra ngủ. Được biết các cháu ngủ rất ngon và sẵn sàng cho buổi học chiều. Nếu không có gì thay đổi, trong vài tuần tới, khoảng 50 triệu người lao động Việt Nam sẽ bị cho nghỉ việc, tạm thời để nghỉ Tết, sum họp với gia đình, sau Tết mọi người làm việc bình thường. Giữa lòng Sài Gòn nóng nực, một nhóm nhà thám hiểm lạnh sống lưng khi trở về căn nhà của mình. Cả nhóm phát hiện quên tắt máy lạnh. TikToker Hoàng Hiệp chơi cực lớn, hứa sẽ dắt tất cả fan hâm mộ đi Sapa tắm biển khi kênh TikTok đạt 2,6 triệu follow. Biên tập viên Hoàng Hiệp, biên tập viên Hoàng Sơn. Chào mừng quý vị khán giả đang xem chương trình thời sự 19 giờ. Kính thưa quý vị, năm mới 2022 đã đến, người người nhà nhà. Thưa anh Sơn, phải là năm 2023 mới đúng chứ nhỉ? Thì từ từ tôi đang nói mà anh lại chen lời vào vì anh nói sai nên tôi mới phải nhắc lại chứ. Thưa biên tập viên Hoàng Hiệp, tôi có sai thì sẽ có đạo diễn chương trình nhắc. Sao anh cứ tài lanh quá vậy, anh chen vô này?
tôi nhắc giúp anh mà anh không cảm ơn thì thôi, lại bảo tôi tài lanh, anh láo vừa thôi chứ nhá. Còn gì nữa, cái mỏ ăn tí lia như con cá tra táp gì đó. Này anh nói chuyện đừng có kiểu chỉ trỏ vậy nha, đồ vô văn hóa. Nè anh đừng có xúc phạm nha, anh nói ai vô văn hóa? Tôi nói anh đấy. À, anh định làm gì tôi? Anh đừng tưởng tôi sợ nha. Chắc tôi sợ anh chắc. Quý vị đang đến với chuyên mục sức khỏe. Chủ đề hôm nay là vấn đề hôi nách. Thưa biên tập viên Hoàng Hiệp, là một người bị hôi nách thì anh có cảm nhận như thế nào ạ? Xin lỗi anh Hoàng Sơn ạ, anh không nên nhắc đến cái vấn đề riêng tư của tôi ở đây. Tôi nghĩ chúng ta không nên ngại ngùng mà anh hãy mở lòng ra để chia sẻ những cái vấn đề này với khán giả. Vâng, thế thì tôi cũng xin chia sẻ. Tương tự như căn bệnh hôi miệng của anh Hoàng Sơn thì vấn đề hôi nách của tôi cũng khá là bất tiện. Anh Hoàng Hiệp ơi, tại sao anh cứ phải lôi tôi vào cái vấn đề này vậy? Tôi chỉ muốn dẫn dắt vào vấn đề một chút thôi. Chủ đề hôm nay là hôi nách, anh bị hôi nách á thì anh tự dẫn anh vào đi. Tại sao lại nhắc cái chuyện hôi miệng của tôi để làm gì? Thưa biên tập viên Hoàng Sơn, chúng ta đang ở trên sóng truyền hình và khán giả đang xem. Tôi đề nghị anh bớt nóng anh lại á, và hãy là người có học. Ý anh là tôi vô học đó hả? Này, đấy là anh tự nhận nhá. Anh mới là đồ vô học á. À, con chó này. Mới đây cộng đồng mạng lan truyền một clip hot TikToker Hoàng Hiệp ngồi xỉa răng sau khi ăn. Clip này nhanh chóng gây bão mạng xã hội và có hàng ngàn lượt chia sẻ. Trong video clip, Hoàng Hiệp ngồi xỉa răng sau khi ăn với một nét rất giản dị mà dễ thương. Nhiều nhà báo và phóng viên đã nhanh chóng liên hệ để được gặp anh Hiệp phỏng vấn về việc xỉa răng mỗi ngày của anh. Hiện nay video vẫn đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên TikTok và mạng xã hội. Được biết sắp tới Hoàng Hiệp sẽ mở một cuộc họp báo để nói về video clip xỉa răng này. Hot, TikToker Hoàng Hiệp bị quay lén tại quán trà sữa. Mới đây, cộng đồng mạng đang chia sẻ một video TikToker Hoàng Hiệp tại quán trà sữa. Do có một số bạn trẻ cũng đang ngồi trong quán và nhận ra anh ấy, nên đã kịp quay lại. Trong clip, có thể thấy TikToker Hoàng Hiệp khá trắng trẻo, đẹp trai và ăn mặc ưa nhìn. Tuy nhiên, anh ấy lại vẫn cô đơn và ngồi uống trà sữa một mình. Ê, TikToker Hoàng Hiệp kìa mày. Ê, đúng rồi. Ôi, ngon đẹp trai mày. Đẹp trai đúng không? Điểm tin nổi bật hôm nay, TikToker Hoàng Hiệp bị kiến cắn vào tay. Hôm nay, phóng viên chúng tôi ghé thăm nhà TikToker Hoàng Hiệp thì phát hiện anh ấy bị kiến cắn ở tay. Vết kiến cắn để lại một nốt sưng màu trắng và đỏ ở trên bàn tay của Hoàng Hiệp. Sau khi biết sự việc trên, cộng đồng mạng tỏ ra hết sức quan tâm và lo lắng cho anh ấy. Hiệp chia sẻ. Dạ, lúc đầu thì em thấy hơi ngứa một chút thôi, nhưng mà sau khoảng 15-30 phút thì em đã thấy đỡ ngứa hơn nhiều rồi. Hoàng Hiệp cũng mong rằng mọi người đừng quá lo lắng, anh ấy vẫn không sao. Tin nóng, hé lộ mối quan hệ giữa Hoàng Hiệp và Sơn Tùng. Chúng ta vẫn thường biết Sơn Tùng là ca sĩ nổi tiếng nhất nhì Việt Nam và Hoàng Hiệp là một TikToker bình thường. Nhưng mới đây, mọi người đã tìm ra thông tin Hoàng Hiệp có mối quan hệ rất thân thiết với Sơn Tùng. Cụ thể, TikToker Hoàng Hiệp là anh họ của con nuôi của cô ruột của con rể cô giúp việc nhà hàng xóm Sơn Tùng. Cư dân mạng tỏ ra thích thú và ngỡ ngàng khi biết mối quan hệ thân thiết giữa Hoàng Hiệp và Sơn Tùng. Mẹ với mẹ, con đã được nút bạc YouTube rồi đấy. Nút bạc đây là cái gì? Quan được không? Tức là con đăng video lên mạng, xong rồi người ta yêu thích, người ta đăng ký kênh cho con ấy. Không có biết lo cho sự nghiệp tương lai gì cả. Mày dẹp ngay cái YouTube tụi bé gì cho tao nha. Dạ thưa mẹ, con gửi mẹ ít tiền, tháng này con thu được từ YouTube. Lại con có cả tiền cơ à? Có chứ mẹ, con còn sắp được nút vàng cơ đấy. Mà được nút vàng á, là còn được nhiều tiền hơn thế này cơ. Nói thế thôi chứ nghề nào chả là nghề con nhỉ. Miễn sao mình kiếm được đồng tiền chân chính đúng không? Mẹ là mẹ rất ủng hộ con theo cái con đường này đấy. Mẹ nhìn vào đây con đang quay này. Các cháu ơi, các cháu nhớ đăng ký kênh cho con cô nhiều nhiều vào nhá. Ủng hộ cho con cô nhá. Cho nó được cái nút gì nhỉ con? Nút vàng. Để cho nó